Vậy bây giờ chúng ta sẽ bàn về domain cuối cùng của hệ thống chương trình CISB, đó là Business Continuity Disaster Recovery and Planning. Thì trong cái domain cuối cùng này thì mình đã tóm gọn lại gồm 5 cái module nhỏ, là đó là BCB Project Scope, Business Impact Analysis, DRP Planning and Recovery, Recovery Plan Implementation. Thì trong cái module đầu tiên, BCB Project Scope X, nó nói về các phạm vi dự án liên quan đến các kế hoạch trong việc là đảm bảo một cái hệ thống kinh doanh business tiếp tục hoạt động trong cái trường hợp mà nó xảy ra những cái sự cố gây nên gián đoạn. Thì cái phạm vi của cái BCB, tức là nó sẽ xác định 4 cái định nghĩa cơ bản, đó là phân tích của một cái tổ chức kinh doanh, lên kế hoạch để thực hiện các nhóm, tức là planning team, tức là phải xây dựng một cái nhóm lên kế hoạch, và đòi hỏi phải có được sự đánh giá kiểm định của các tài nguyên và các đòi hỏi liên quan đến tính pháp lý của cái resource đó. Thì cái organization analysis, tức là chúng ta phải hiểu là business nó liên quan đến cái những mục tiêu, những cái chức năng trọng yếu của cái business mà công ty chúng ta đang thực thi, những cái giá trị hữu hình cũng như là vô hình, những cái tài sản hữu hình cũng như là vô hình, những cái tài sản vô hình của công ty như là uy tín, danh tiếng của công ty, vân vân. Và chúng ta phải xác định những trách nhiệm các bên liên quan trong cái thực hiện cái kế hoạch continuity plan, đó là kế hoạch tiếp diễn trong trường hợp mà công ty sẽ công việc kinh doanh xảy ra sự cố. Thì bao gồm các cấp lãnh đạo như senior executive, các phòng ban hỗ trợ kỹ thuật và các phòng ban khác. Planning team là sẽ liên quan đến những người có những cái mức độ, trình độ khác nhau ở các lĩnh vực khác nhau trong cái phòng ban hệ thống. Mục đích là sẽ bao gồm các phòng ban như là phòng ban dịch vụ, phòng ban hỗ trợ kỹ thuật, những phòng ban trọng yếu, phòng ban security, phòng ban pháp lý và các phòng ban mà các nhà lãnh đạo cấp cao thuộc về đó. Thì cái việc mà hỗ trợ của lãnh đạo là rất là cần thiết. Và cái việc lên kế hoạch planning team này phải cần lưu ý đến các vấn đề liên quan đến là budget, tức là thời gian, tiền bạc. Các vấn đề liên quan đến resource requirement, ý nó nói là planning team phải chú ý khi mà phân tích các tài nguyên của hệ thống công ty dựa trên 3 định nghĩa, đó là BCB planning phase, tức là cái tài nguyên chính, sự đòi hỏi tài nguyên chính của resource là lúc nào cũng phải được đảm bảo, luôn luôn có sẵn. Và các vấn đề liên quan đến kiểm tra, huấn luyện và quản trị, BCB testing, training and maintaining, là đòi hỏi những cái thiết bị mua sắm để mà quản trị những cái tài nguyên này. Và việc triển khai cái BCB implementation, tức là sẽ triển khai cái kế hoạch BCB này trong trường hợp cái công việc kinh doanh nó bị ngưng trệ, bị sự cố. Legal requirements, trong cái legal requirement là những cái tính đòi hỏi về pháp lý, thì BCB phải thỏa mãn những cái vấn đề liên quan đến trách nhiệm cũng như là tuân theo những cái tiêu chuẩn đã thiết lập sẵn dựa trên chính sách security policy đã được trình bày trước đó. Ở module thứ 2, Business Impact Analysis, thì tổng quan thì ý nó nói là nó sẽ phân tích những cái ưu tiên trong cái công việc kinh doanh, là xếp hàng ưu tiên. Nó sẽ đánh giá những cái risk assessment, những cái tiềm năng nguy hiểm có thể xảy ra và phân loại các mối nguy hiểm này, và xác định những cái identify undertaking, tức là nó sẽ xác định trong trường hợp cái business nó bị sụp đổ thì kiểm tra xem có một cái cách nào khác để mà
vực dậy tiếp tục cho hệ thống kinh doanh của công ty không bị ảnh hưởng hay không. Thì các việc liên quan đến mà interruption, tức là sự cố liên quan đến sụp đổ, thì liên quan đến các yếu tố như là profit, tức là một số mất mát thì nó sẽ không thể nào phục hồi được. Và các loại mất mát liên quan đến tiếng tăm, tức là khách hàng liệu có còn tin tưởng không sau khi mà cái tiến trình kinh doanh của công ty được phục hồi. Và các vấn đề khác liên quan đến pháp luật, các hình phạt, các chế độ chế tài, tiền phạt, vân vân. Resource prioritization có là những cái ưu tiên liên quan đến cái resource á, thì nó sẽ coi, nó sẽ phân tích là các vấn đề ưu tiên liên quan đến dịch vụ khách hàng, các người dùng trong tổ chức, bộ phận IT, quản trị hệ thống, hỗ trợ, các vấn đề liên quan đến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, huấn luyện, các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, liên quan đến các mạng logical cũng như là các giao thức trên mạng, các hệ thống điều hành trong hệ thống mạng, các dạng mạng vật lý physical network và các platform hệ thống đang sử dụng, và cái tầm nhìn, cái kế hoạch liên quan đến công việc kinh doanh business. Để mà xác định những cái budget, tức là cái vấn đề kinh tế trong cái triển khai kế hoạch BCB, thì chúng ta phải phân loại các mối nguy hiểm trước, sau đó chúng ta sẽ tính toán theo ưu tiên từ trên xuống dưới, đó là khách hàng và các dịch vụ user là chiếm 30%, các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật IT là 26%, các vấn đề chi phí liên quan đến physical network là 22%, các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu và các ứng dụng là chiếm đến 15%, và các platform chiếm 5%. Continuity strategy, tức là những cái chiến thuật mà tiếp tục, là BCB, cái nhóm mà BCB team á, nó sẽ thực hiện các việc bảo vệ dựa trên các tiến trình như là con người, tức là con người thì cái ưu tiên là cao nhất và phải được bảo vệ trong bất cứ tình huống nào khi mà công ty gặp nguy hiểm. Thứ hai là các vấn đề liên quan đến tòa nhà và các cơ sở vật chất khác, việc bảo vệ tòa nhà hoặc là tìm một cái nơi trung chuyển thích hợp ngay khi cái vị trí chính bị hư hại hoặc là bị ra xảy một cái sự cố. Và thứ ba là các kiến trúc hạ tầng, tức là việc bảo vệ hệ thống ở mức độ là hạ tầng cũng phải được lên kế hoạch. Thứ tư là BCB approval, tức là đòi hỏi phải có chứng nhận xác nhận cái kế hoạch business continuity plan này, thì phải được sự hỗ trợ cũng như là chấp nhận bởi các cấp lãnh đạo. Và việc triển khai cái BCB này là phải đặt tất cả các kiểm soát vào trong một cái địa điểm mà đòi hỏi cài đặt cấu hình bất kỳ thật sự cần thiết liên quan đến hardware cũng như là các phần mềm. Huấn luyện cho các mọi người tham dự hiểu tác động cũng như là độ ảnh hưởng của cái hệ thống của cái kế hoạch BCB này. Trong module thứ 3 bàn về DRB Planning and Recovery, tức là bàn về các kế hoạch khắc phục thảm họa và cách phục hồi nó. DRB viết tắt bởi từ là Disaster Recovery Plan, tức là kế hoạch khắc phục thảm họa. Thì trong này nó gồm có các mục là, đầu tiên là phải thực hiện các tiêu chuẩn xác định tài sản của công ty, Identification. Identification là cái bước đầu tiên trong cái kế hoạch khắc phục thảm họa. Nó dùng để xác định các mối thảm họa có thể xảy ra, như là thời tiết, các vấn đề liên quan đến tự nhiên như là động đất, sóng thần, bão lụt, các vấn đề liên quan đến điện, và các vấn đề liên quan đến con người như là đánh bom, khủng bố, tội phạm tấn công, và các phần vấn đề khác liên quan đến hạ tầng như là hạ tầng bị hư hỏng, phần cứng, phần mềm bị hư hỏng, vân vân. Risk management là trong cái trường hợp mà tập đoàn hay công ty gặp sự cố nguy hiểm, thì cái việc ưu tiên là bảo vệ con người chính là quan trọng nhất, và phải theo kế hoạch DRP đã được định nghĩa sẵn trước đó để tránh tăng cái áp lực lên việc quản lý.
Recovery tức là phục hồi thảm họa. Thì có những cái câu hỏi đặt ra là làm cách nào mà việc phục hồi có thể được hoàn thành. Việc xây dựng lại cái khả năng, tức là chúng ta phải xây dựng lại khả năng cho việc kinh doanh, chức năng của việc kinh doanh. Rồi những cái vấn đề liên quan đến phục hồi, những cái vấn đề liên quan đến thời gian, bao lâu thì hệ thống sẽ được phục hồi trở lại. Và tại điểm nào thì cái việc phục hồi được xem là hoàn thành. Và cái khả năng cho phép, cái thời gian cho phép mà công việc kinh doanh bị đình trệ, hệ thống bị corrupt là trong vòng bao lâu. Thì chúng ta phải lên kế hoạch kỹ trong cái vấn đề recovery. Trong cái mục là data center alternatives là liên quan đến trong trường hợp mà cái công ty chúng ta bị thảm họa thì chúng ta phải kiếm một cái địa điểm nào đó để di trú cơ sở tạm thời sang bên đó. Trong khi đó cơ sở chính thì sẽ sửa chữa phục hồi để chờ khi phục hồi thì chúng ta sẽ di chuyển trở lại. Thì trong này thì nó nó gồm có tổng cộng là 5 cái phần liên quan đến cái việc data center alternative, đó là luân chuyển cái trung tâm data dữ liệu, là cold side, warm side, hot side, mobile side và selected criteria. Trong cái cold side á, thì cái cold side này là một cái địa điểm mà nó có những cái option rất là rẻ tiền và được trang bị những cái thiết bị đủ để mà thực hiện những cái công việc thường để phục hồi cái hệ thống. Warm side thì nó sẽ, đó là một cái địa điểm sẽ trang bị cái phần mềm, hệ thống cũng như là các công cụ khác. Và nó chỉ mất 12 tiếng đồng hồ để mà nó giúp cho hệ thống kinh doanh trở lại như cũ. More alternatives thì bàn về cái side liên quan đến là hot side. Hot side tức là một cái địa điểm sẽ trang bị đầy đủ các thiết bị, hệ thống phần mềm, phần cứng, giống như là hệ thống chính. Trong trường hợp hệ thống chính bị hư thì sẽ dữ liệu sẽ được chuyển sang hot side và sẽ được phục hồi trong thời gian rất là ngắn. Còn mobile side có là những cái địa điểm di động, như là có thể trang bị những cái container mà chứa đựng các thiết bị chủ yếu, tranh thủ giúp phục hồi được cái tiến trình kinh doanh của công ty được hay lúc nào thì hay lúc đó. Còn cái selection criteria là những cái chuẩn mực mà các manager sẽ dựa trên đó để xác định các chi phí, rồi các thời gian quản trị, thời gian cho phép bắt buộc phải là khôi phục trở lại tiến trình kinh doanh, cũng như là cái thời gian cho phép là nó bị down, tức là nó không hoạt động được, để lựa chọn một cái size thích hợp với cái chính sách kinh tế mà công ty đưa ra. Các thuật ngữ liên quan đến processing agreement thì trong này là ví dụ như là một công ty nó có ký một hợp đồng hoặc là một thỏa thuận với một công ty khác. Trong trường hợp công ty A bị sự cố liên quan thì công ty A được công ty B hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, cơ sở hạ tầng để mà công ty A vừa xoay sở cái tiến trình kinh doanh được thuận lợi, vừa có thời gian sửa chữa cái trụ sở của công ty A. Đó là có liên danh lẫn nhau giữa hai công ty A và B. Một trong hai công ty bị thảm họa thì công ty kia sẽ giúp đỡ. Đó là phải có ký thỏa thuận với nhau, processing agreement. Chúng ta bàn sang cái module recovery plan. Recovery plan là bàn về các kế hoạch phục hồi, bao gồm các vấn đề liên quan đến emergency response, đó là trong trường hợp mà khẩn cấp á thì phải lên danh sách các list, được danh sách được định nghĩa sẵn liên quan đến việc huấn luyện con người và cách để sử dụng họ, các vấn đề liên quan đến nhà cung cấp hỗ trợ, các vấn đề liên quan kỹ thuật, rồi các hành lang pháp lý và các lĩnh vực liên quan đến quản trị. Data backup là dùng để phục hồi. Cái việc phục hồi đòi hỏi là phải có một cái bản sao thứ nhì của data tương ứng với bản chính phải tồn tại. Mục đích của nó là đem cái bản này đến data center để mà backup phục hồi lại cái dữ liệu. Backup Backup phải được backup theo dạng thời gian thực và có tính chịu lỗi cao. Ngoài ra phải lưu giữ trong cái log đã backup cái gì.
những cái phần mà cần được backup đó là hệ điều hành, phần mềm, các cấu hình file cũng như là các cơ sở dữ liệu. Các dạng backup là full, theo chế độ full, incremental, decremental, online, offline. Lưu trữ theo chế độ là upsize storage, ý nói là lưu trữ tại những cái nơi được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình vận chuyển, tức là một upsize nào đó tại những cái địa điểm mà vị trí địa lý khác nhau từ cái nguồn tài nguyên chính. Và phải có một cái sự sắp đặt là bảo vệ các bản quyền phần mềm, bảo vệ những cái thẩm, bảo vệ từ, phải có kế hoạch giải pháp của những người cung cấp phần mềm, của các nhà cung cấp phần mềm, bảo vệ hệ thống không bị mất dữ liệu khi mà xảy ra một cái sự cố nào đó. Còn utilities ý là nói là các kênh đó, đối với những cái kênh thông tin liên, đối với những cái kênh thông tin mà liên lạc bên ngoài á, thì chúng ta cần phải biết là cái sự liên hệ giữa các nhà cung cấp thảm họa, bao gồm mà cái vấn đề liên quan đến điện, rồi nước và các đường dây điện thoại, đó là các nhà cung cấp dịch vụ, các cơ sở hạ tầng đó. Logistics là vấn đề mà chúng ta xem coi là chúng ta có thể di chuyển được cái hàng hóa chúng ta không. Emergency service, đó là dịch vụ. Chúng ta phải biết rõ là cái dịch vụ hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp ngay tại khu vực địa phương mà chúng ta đang tiến hành kinh doanh công việc. Và phải đảm bảo là tất cả các tài liệu liên quan đến cái emergency service này phải luôn luôn sẵn sàng và visible, tức là có thể là được truy cập. Các vấn đề liên quan đến triển khai kế hoạch phục hồi thảm họa, recovery plan implementation, thì bao gồm là training, tức là phải đảm bảo là tất cả những người tham dự phải hiểu được cái vai trò của họ trong cái quá trình khắc phục thảm họa theo đúng như kế hoạch đó, là và phải đảm bảo là mọi người đều phải thích hợp với cái vai trò của họ. Bất cứ khi nào mà cấu hình thay đổi, kế hoạch khắc phục thảm họa bắt buộc đều phải thiết lập tương ứng và cũng cần phải thay đổi, cập nhật theo cái sự cố đó. Và bất cứ thời gian nào thuộc bất cứ phần nào của kế hoạch thay đổi thì phải cho mọi người đều biết, đảm bảo tất cả các tài liệu được có sẵn và mọi người đều có được các tài liệu này. Thứ hai, chúng ta phải lên một là lên kế hoạch là checklist test, tức là đây là một cái bài test đơn giản mà bao gồm những cái thành viên của cái bộ phận Disk Recovery Plan sẽ theo dõi tất cả các step trong cái checklist này, tức là cái danh sách này làm cái gì, làm cái gì, để cung cấp phản hồi cho nhau. Mục đích là nó cung cấp một cái chức năng giống như là một cái bài test mà làm cho những cái thành viên thuộc cái nhóm Disk Recovery Disaster Recovery Plan nhận thức được những cái điều cần làm trong danh sách là gì. Structural Workflow là nó cũng tương tự như là checklist, nhưng mà cái nhóm nó sẽ sử dụng cái vai trò, mỗi người trong nhóm sẽ đưa ra một cái vấn đề minh họa cụ thể trong trường hợp cái thảm họa xảy đến là phải làm như thế nào. Và nếu mà áp dụng theo cái kiểu mà structural workflow thì nó sẽ cung cấp những cái cơ hội cũng như là những cái phản hồi ngay lập tức, giúp cho việc thảo luận của các thành viên trong nhóm theo hướng cởi mở hơn. Simulation test, tức là chúng ta sẽ làm giả sử là cái DAP, tức là những cái nhóm thành viên DAP Team Disaster Recovery sẽ xây dựng những cái kịch bản giả thuyết
tức là sẽ mô phỏng một cái thảm họa gây ra cho công ty và những cái kế hoạch giải pháp dùng để đối phó những cái thảm họa đó là gì. Parallel test. Parallel test là sẽ cho phép tất cả các tiến trình, các đầy đủ các chức năng thực thi tại một cái site chuyên biệt, tức là họ sẽ lấy một cái site nào đó làm một cái vật thí nghiệm. Từ đó họ sẽ, giả sử những cái thảm họa tấn công cái site đó thì họ sẽ giải quyết ra sao ra sao, giống như là tập trận phòng cháy chữa cháy chẳng hạn. Một năm các tập đoàn lớn thì hay tập nhân viên một lần, và cái thời gian để mà tập phòng cháy chữa cháy này thì sẽ không được tiết lộ mà sẽ làm theo cái dạng là bất ngờ. Còn cái full interruption test đó là thực hiện một cái bài kiểm tra toàn diện, tức là mô phỏng giống như là một cái thực gần giống như là một cái tình huống thực sự nguy hiểm xảy ra đến công ty, và nó làm cho mọi người có cảm giác đây là thật, đây là một cái sự cố thật, để từ đó nâng cao cái nhận thức liên quan đến bảo vệ từ các vấn đề từ tài sản, cơ sở hạ tầng đến con người của công ty hay là của tập đoàn nào đó. Thì đó là cái nội dung chính của cái domain thứ 10 CISB, Business Continuity Disaster Recovery Planning. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào.